Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn bộ đĩa DVD gốc, phim của Trung Quốc sản xuất nha các bạn. Bộ phim là Lên Nhầm Xe. Bộ này là mình mua đĩa mới. Trong bộ gồm có 7 đĩa nha các bạn và 22 tập. Về sau thì có những hình ảnh của diễn viên trong phim, tem cục điện ảnh nha các bạn. Các bạn có thể thấy là tem cục điện ảnh nó sẽ lồi lên. Đây là nội dung của phim. Phim này mình chưa có xem nữa. Mình mua về khá lâu rồi nhưng mà mình chưa xem. Tại mình ít xem phim của Trung Quốc á. Chỉ là mua để sưu tầm thôi các bạn. Còn đây là những chiếc đĩa bên trong. Đĩa nó còn rất là mới luôn. Ở đây các bạn có thể thấy số 3 là cửa hàng bán đĩa số 3 mình hay mua. Cô đó thì bán đĩa gốc khá là nhiều nhưng mà bây giờ cô đã nghỉ rồi. Cô nghỉ cái này cũng 2 năm rồi các bạn. Bộ này mua được 2 năm rồi. Bộ này thì anh ấn khá là đẹp. Nhìn nó khác so với những chiếc đĩa kia. Đĩa lớn này nó hơi bị nhám nha các bạn. Rồi mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chào các bạn.